Em có hàng kịch độc, một chiếc siêu phẩm dành cho các bác. Tại sao lại là siêu phẩm và là kịch độc thì các bác cùng nhìn qua video này cho em nhé. Từ lúc buôn xe đến bây giờ em buôn là 10 năm rồi. Thế nhưng mà thực sự với các bác là em mới lần này là lần thứ hai nhìn thấy con xe nó được mới như thế này. Dòng Tiana 2010 các bác nhá, nó còn mới như thế này luôn. Các bác nhìn xem ghế, các bác nhìn này, ấy rất mới luôn. Cái chất da của nó chưa bị xấu đúng không ạ, chưa bị kém luôn. Cả bộ các bác nhá, cả bộ ghế, các bác nhìn xem cho em cái bộ ghế trước đã, xong đến những cái vị trí khác các bác nhá. Đây, hai ghế này là hai ghế được sử dụng và ngồi nhiều nhất đúng không ạ. Các bác biết là khi ngồi lên xe là sẽ ngồi hai ghế này trước đúng không ạ. Đây các bác nhìn này, đây, ghế zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, em thực sự với các bác là mới nhìn thấy con thứ hai thôi. Đợt trước em có một con và con này là con thứ hai các bác nhá. Em thấy nó còn mới được như thế này. Đây, củ số các bác nhìn này, cũng chưa bị xấu kém. Táp lô các bác nhìn này, nó là rất mới so với đời các bác nhá. Hàng kịch độc luôn, người ta gọi là hàng thuốc chuột đấy ạ. Quá mới luôn, các bác nhìn xem độ mới của nó, các bác nhìn xem. Đấy, nhìn lướt qua đi ạ, xong tí em sẽ quay kỹ nhá. Đấy, một chiếc xe nó còn độ zin còn cực kỳ cao, chỉ mới làm lại ít sơn bên ngoài thôi, còn lại là zin nguyên nhá. Nội thất zin này, keo chỉ zin, máy số của xe là cũng vẫn còn zin. Đấy, quá tuyệt vời luôn cho một chiếc xe Tiana đời 2010, một mẫu xe phân khúc hạng D. Nó là chiếc xe hạng VIP và là chiếc xe lúc mới, nó là tiền tỷ các bác nhá, nó là tiền tỷ luôn. Đây là mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với một số những mẫu xe hạng D khác, trong đó có Camry. Tại vì sao em lại nói là Camry? Bởi vì Camry là một trong những con xe để mang ra mình so sánh được thực tế hơn, bởi vì dòng đấy được nhiều người biết đến đúng không? Đây các bác nhìn xem, nhìn qua thôi là các bác đã thấy được là chiếc xe này như thế nào rồi đúng không ạ. Đấy, bác nào đã từng sử dụng cái dòng xe này và bác nào đã từng đi những dòng xe ô tô cũ có năm sản xuất là 2010 thì các bác biết là các bác này mình có thể cảm nhận rõ ràng nhất đúng không ạ, rõ ràng nhất những chiếc xe đó. Các bác nhìn xem nhá, em tiếp tục quay này, tiếp tục quay này, các bác nhìn xem mới chưa, các bác nhìn xem mới chưa. Nội thất tắp đi tắp nô hoàn toàn là bằng chất liệu da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá, nguyên bản theo xe luôn. Em giới thiệu qua là như vậy, còn tên của chiếc xe là gì và cụ thể động cơ của nó như nào thì ngay bây giờ em sẽ chia sẻ cho các bác mình luôn. Chiếc xe có tên là Nissan Tiana các bác nhá, sản xuất năm 2010, đăng ký 2011, số tự động, máy xăng 2.0, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về Việt Nam các bác nhá. Biển 29 Hà Nội, tên tư nhân, chính chủ. Độ dài của chiếc xe là 4m85 các bác nhá. Dạ vâng, chạy cực sướng và đảm bảo cam kết với các bác là chạy sướng hơn Camry, sướng hơn Camry và tất cả những con xe khác. Với cái tầm tiền là chưa tới 400 triệu, đảm bảo là tất cả những con xe dưới 400 triệu là chạy không sướng bằng con xe này. Đấy, khẳng định với các bác như vậy. Vâng, bên em thì còn nhiều Tiana lắm, đang có 6 con liền cho mình lựa chọn luôn đó nhá. Đây có hai anh này, anh đang chốt còn một con xe bên em rồi. Hôm nay cũng chốt được xích 10 con xe luôn các bác ạ. Và đây, bên em thì nó có cả hàng trăm, cả gần 200 chiếc xe các loại cho mình lựa chọn cơ các bác nhá. Và những chiếc xe ô tô bên em bán ra thì các bác mình yên tâm về chất lượng. Bên em chỉ chọn những chiếc xe chất, chỉ chọn những chiếc xe đẹp về quay lên phục vụ các bác thôi, không mua xe lỗi và không mua xe kém nhá. Trên thị trường rất nhiều xe nhưng mà em chỉ chọn những chiếc xe đẹp, em về em quay lên cho các bác thôi. Đấy. Thì bởi vì như vậy cho nên là ngày nào em bán được rất là nhiều xe, bởi mối của em rất là rộng các bác nhá, rất rộng luôn. Đấy. Và ngày hôm nay thì em có một siêu phẩm mà hàng này gọi là hàng ít có trên thị trường và ít khi em nhập được, bởi vì những con xe đẹp này đấy ạ rất khó mua các bác nhá, bởi vì người ta cũng ít bán, và thứ hai thì khi mà có thông tin bán cái thì chưa chắc đã đến lượt mình đúng không ạ. Vâng, và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết về chiếc xe Tiana này để cho các bác mình cùng xem và tìm hiểu các bác nhá. Các bác đúng chân, các bác đang có tầm tiền trên 300 thì đây là một mẫu xe, đây là một sản phẩm, đây là một chiếc lên một con xe để phục vụ các bác mình trong thời gian tới. Đây quá tuyệt vời luôn, zin hết các bác ạ, máy số zin, các bác biết là những dòng này máy số zin cực kỳ, máy số zin của dòng xe này cực ít luôn cả nhà nhá.
Vâng. Bây giờ mời cả nhà mình xem đi ạ. Mời xem chi tiết những cái phần quan trọng của chiếc xe đi ạ. Đây. Các bác nhìn xem nhá. Đây. Những cái bu lông này vẫn chớp sơn màu đỏ này. Ở đây nhá. Những cái vị trí tay lắm bám tay tỉ này các bác nhìn xem. Đấy. Cái này mà nó kém đấy thì chắc chắn điều rằng những cái khác nó cũng sẽ kém, bởi vì cánh này nó sẽ là cánh mà dùng nhiều nhất đúng không ạ? Thế nhưng mà đây các bác nhìn xem. Đấy. Không bị làm sao cả đúng không ạ? Mà cánh này là cánh dùng nhiều nhất mà nó còn đẹp như này. Đây. Tất cả những cái nút bấm, nút vặn. Đây nhá. Đây, nút này. Mà nó còn được như đẹp như này, các bác nhìn thấy. Đây. Da đây. Da đây, mới chưa ạ? Tay lắm cầm này nhá, cũng chưa sơn lại đâu các bác nhá. Để nguyên zin như vậy đấy ạ. Cảm ơn. Và đây, đây là phần vách cửa móc khóa đây, các bác nhìn xem. Vẫn có chấm sơn màu vàng và chưa bị han tí nào cả, đúng không ạ? Chưa bị han luôn. Trang bị này có ghế điện nhá. Đây các bác nhìn xem, công tắc ghế điện đây. Và những cái con bu lông ở dưới đây các bác nhìn này. Nó vẫn còn trắng phau, đúng không ạ? Và sàn này. Sàn cũng vậy. Chủ trước rất là giữ gìn cho nên là hiện tại là còn chưa bị bẩn luôn. Và trang bị có gì ạ? Có cốp mở điện, xăng mở bằng điện, chỉnh đèn sáng tối cũng bằng cái vị trí điện này các bác nhá. Đấy, và vách cửa đây nóng trong hoàn toàn sơn zin luôn. Và vô lăng của chiếc xe được thiết kế có những cái nút bấm, nút vặn các bác nhá. Đây, chỗ này hệ thống điều chỉnh âm thanh, còn đây là những công tắc để hỗ trợ vào cái việc là ga tự động của chiếc xe các bác nhá. Mình không cần đạp chân ga, chỉ cần bấm nút đây thôi thì chiếc xe cũng có thể di chuyển được rồi. Và logo xe đẹp chưa, túi khí an toàn đây. Đấy, vô lăng 4 chấu các bác nhá. Lái rất là chuẩn luôn. Đấy, và chiếc xe này thì nó sẽ có thiết kế là cái đồng hồ hắt kính. Đây nhá. Km của chiếc xe hiển thị trên đây và nó sẽ hắt lên trên cái hình ô vuông màu đen này các bác nhá. Táp lô, táp ni của xe hoàn toàn là loại da xịn nguyên bản theo xe. Nội thất chưa làm lại như em cũng đã giới thiệu ngay đầu video đúng không ạ? Và tất cả những cái vị trí này các bác nhìn xem này, không có một cái dấu hiệu gì là kém. Đây, đây là nút vận chỉnh điều hòa nha các bác. Đấy. Còn đây là những cái nút bấm nút vận để mình điều khiển âm thanh. Và tất cả những nút này hiện tại các bác có thể nhìn thấy là chưa bị xấu kém, chưa bị mòn, chưa bị mất một cái chữ nào ở đây cả, đúng không ạ? Đây nữa, chưa mất luôn. Và chiếc xe được thiết kế có nút đề lổ thông minh start stop được nằm ở vị trí này. Đây em ấn để cho khởi động một số những cái vị trí lên các bác nhá. Có tuyệt vời luôn phải không ạ? Đấy thì các bác đón xem đi. Nếu mình thấy chiếc xe ok thì mình cứ xem hết video đúng chân. Rồi các bác đang có tầm tiền, các bác cứ xem hết video rồi đưa ra quyết định các bác nhá. Và đây là cái chìa khóa của chiếc xe. Đấy, cái chìa khóa nó còn mới luôn cơ các bác ạ. Đấy, nó mới từ cái chìa khóa này. Đấy. Chìa khóa khiển đấy ạ. Đây, mở cốp. Đây là cái công tắc màu đỏ đấy ạ. Là để báo còi nhá, báo chống trộm đấy ạ. Còn đây là mở cốp này. Đây là mở chốt khóa này. Còn đây là chốt khóa cửa này các bác nhá. Có cổng AUX để cho mình kết nối với điện thoại. Táp lô đây em quay kỹ một chút nữa, quay gần nữa cho các bác thấy được cái độ mới của cái dòng xe Tiana này. Đấy. Ghế này em rất thích ngồi những cái dòng ghế của chiếc xe Tiana các bác nhá. Từ những chiếc Tiana đời thấp cho đến những chiếc Tiana đời cao, nó thiết kế cái phần mút nó rất là dày, nó rất là dày và da nó là da xịn, cho nên là ngồi nó đàn hồi, ngồi cực êm luôn, rất sướng, em rất thích luôn. Đây quay lại cho các bác xem cái ghế nhá. Không phải là chiếc xe Tiana nào, bộ ghế nó cũng được mới như con Tiana này. Các bác xem. Nhăn này là nhăn xịn theo xe nhá. Và chiếc Tiana nào nó cũng có cái hiện tượng nhăn như vậy. Đây, sơn vân gỗ chưa bị xấu kém gì cả. Và sách hướng dẫn của chiếc xe vẫn còn 4 quyển các bác nhá. 4 quyển liền rồi. Đấy. Chủ xe người ta bàn giao cho em như nào thì em cũng sẽ bàn giao lại cho các bác như thế. Còn đây là quay vị số cốp đồ này. Ở trong đây này các bác nhìn xem, đây là cốp đồ nhá. Và chiếc xe này được mở làm hai chế độ đây. Rồi, ok, tiếp tục. Có cam hành trình.
trần của xe thì nó vẫn là trần nỉ zin, căng đẹp. Đấy, và trần chưa bị trùng xệ các bác nhá. Ok chưa? Thân vỏ dòng xe nhập này thì các bác mình không thể chê được về cái dòng thân vỏ của dòng xe nhập này. Đấy. Hạng D rồi, thế nhưng mà lại là nhập khẩu. Cho nên là tôn vỏ thì để mà nói ít có những dòng xe nào tôn vỏ dày và cứng chắc bằng cái dòng xe hạng D nhập khẩu này các bác nhá. Không phải là khen, và các bác cứ nhìn trực tiếp qua cái clip này của em thì các bác mình đã thấy được chiếc xe này của em như nào rồi. Đây, bu lông ốc vít này, tem này, nguyên đúng không ạ? Cánh cửa tiếp theo đây. Đấy, các bác xem nhá. Tay lắm này vẫn là tay lắm zin chưa sơn lại. Đây quay gần này. Đấy, các bác nhìn xem. Mới chưa ạ? Các bác đến xem trực tiếp nó còn mới nữa cơ, bởi vì nhìn trên điện thoại đôi khi nó còn hơi bị lóa một chút. Đấy, em quay bằng một chiếc iPhone bình thường thôi, đôi khi là nhìn hơi lóa một chút. Rồi các bác nhìn xem. Đấy, nó thể hiện luôn là những vị trí này. Và ghế các bác nhìn nữa này, các bác nhìn xem thêm một lần nữa này. Đấy, ok chưa ạ? Ok chưa? Đấy, ok nhá. Đây, sàn đây. Các bác nhìn này. Đấy, sàn nỉ của nó còn rất mới luôn. Đây, nỉ của rất mới, kìa các bác thấy chân ghế đẹp chưa? Và có một cái cửa gió thổi về phía sau nhá, thổi về hàng ghế cuối cùng. Và tất cả màn hình của chiếc xe nó là nguyên bản và đang hoạt động bình thường. Vị trí này có cái chỗ để cho mình tì tay. Khi mình ngồi vào đây, mình có thể tì tay và mình để đồ ở đây các bác nhá. Đấy, da này các bác nhìn này. Chất da của nó còn mới như này cơ mà. Đấy, lì ở dưới nữa đây. Ok chưa? Mà lốp nữa nhá. Dàn lốp này vừa mới thay xong các bác ơi. Dàn lốp này thì chủ trước người ta mua gần 20 triệu đấy ạ. Các bác mua chiếc xe này đấy ạ. Tuy rằng nó cao một chút, thế nhưng mà đối lại thì nó được rất là nhiều thứ đúng không ạ? Được rất là nhiều ưu điểm luôn. Dàn lốp đã gần 20 triệu rồi cơ mà. Và chất xe đấy ạ. Chất xe của chiếc xe này đấy ạ. Nó đẹp ngang với lại những chiếc xe đời cao các bác nhá. Những chiếc xe đắt giá trên thị trường. Và đây là quang cảnh tổng siêu thị ô tô Hải Dương. Đang có 4 hàng xe, phía này đang có 2 hàng này, giữa một hàng này và bên kia là có 2 hàng nữa các bác nhá. Tổng là 5 hàng xe liền. Gần 200 đầu xe các loại với phân khúc tầm tiền 3, 4, 500 là nhiều các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh của bên em hãy đăng ký luôn đi để xem thêm video mới của bên em đăng lên các bác nhá. Ok ạ. Tiếp tục những giây phút tiếp theo, em mời các bác mình xem những vị trí này. Đây là nút bấm từ một chạm khi mình đóng mở cửa. Còn đây là sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương. Và gương này có thể cụp lại vào được. La giống đúc cũng là nguyên bản theo xe. Có phanh đĩa 4 bánh và có phanh ABS cũng là 4 bánh. Lốp dày cũng là 4 bánh các bác nhá. Đèn pha, đèn hậu của chiếc xe này nó là nguyên theo xe. Và đèn của xe thì vẫn còn rất mới. Vẫn còn rất mới các bác nhìn xem. Đấy, còn rất mới luôn này. Ok chưa? Đây. Chẳng khác gì những chiếc xe đời cao đúng không ạ? Lốp sơn căng bóng, mặt nạ ga lăng của chiếc xe được ốp viền nốc cực sáng bóng. Với cái biển 29 Hà Nội này, mình lại lợi thêm một lần nữa rồi. Lợi về chiếc xe đẹp, lợi về dàn lốp, lợi về biển số đúng không ạ? Các bác có lợi rất nhiều thứ ở trên chiếc xe này nhá. Cho nên là khi mình đang có tầm tiền dưới 400 triệu, mình không phải lăn tăn đâu, đến trực tiếp đi. Và chiếc xe này, tất cả những mẫu xe khác nữa, bên em bán cho các bác, bên em lại còn bảo hành cho các bác nữa cơ mà. Có bảo hành, nếu mà sai nhận lại xe, hoàn lại tiền cho các bác nhá. Được chưa? Thế là đã yên tâm chưa? Có sự cam kết đàng hoàng cho các bác yên tâm bằng giấy tờ văn bản đàng hoàng. Tiếp tục. Đây, em đang giới thiệu cho các bác mình chỗ đây có viền nốc để khi mình va quẹt đó, va quẹt vào đó nó không bị xước sơn các bác nhá. Đèn này, lốp đa răng này, một cái sinh nhan trên gương nữa đây, một cái nút bấm từ nữa đây. Đấy, hai bên là giống nhau các bác nhá. Và kính của xe hoàn toàn không bị xước. Đăng kiểm của xe tháng 2 năm 23. Kính zin, bọc dáng xung quanh toàn bộ loại
phim tốt rồi các bác nhá. Và có tem để cho mình đi cao tốc đây. Vị trí ở khu vực đây em cũng đã quay rồi, nhưng mà em vẫn muốn giới thiệu lại, vẫn muốn quay lại cho các bác mình xem thêm. Ở chỗ này em chưa quay, từ là em quay đây các bác nhá. Nhìn nó mới như thế này cơ mà. Chỗ này là hơi ướt, nãy em lau các bác nhá. Tại bên em lau nó hơi ướt tí. Vâng. Đây. Các bác đã thấy con xe Tiana nào ở trên thị trường Việt Nam mình nó lại còn mới như con xe này của em chưa? Không phải nói mồm mà nó là có sẵn ở trên video cho các bác ngắm rồi. Các bác có thể làm lấy cái tivi to nhà mình ra để mình xem nhá. Các bác xem trên điện thoại hoặc là xem hẳn là trên tivi đi để cho nó rõ nhất. Em quay kỹ như này đấy ạ. Nhiều bác ở trong miền Nam rất là thích, bảo là quay như thế thì anh mới biết được là chiếc xe chất lượng như nào. Nhiều bác không biết lại cứ bảo là ông này quay đi quay lại lòng vòng mất thời gian, quay 5-10 phút được rồi, làm sao mà quay đến cả hơn chục phút đến 20 phút thế làm gì, đúng không ạ? Thế nhưng mà ai không muốn xem nhiều mình có thể tua đi nhá. Em ở đây em dành cho, em quay như này là dành cho tất cả những cái nhiệt huyết của em các bác nhá. Và cái sự nhu cầu của các bác, em thấy là nhu cầu xem dài là sẽ nhiều hơn, cho nên em sẽ luôn luôn em sẽ bỏ công bỏ sức em sẽ quay dài như này. Tất nhiên quay dài này là chắc chắn được rằng sẽ mệt rồi, đúng không ạ? Đấy, mới chưa ạ? Rồi ok, em đóng cửa nhá. Đây các bác nghe này. Đấy. Đây này. Đấy, đóng nhỏ cái phục cái luôn. Nghe rất thích tai đúng không ạ? Tôn vỏ gỗ kêu lông con, không được bả matit các bác nhá. Đứng từ đây thì các bác có thể nhìn thấy tổng chiều dài và tổng thành chiếc xe. Đấy, nó như nào? Đây các bác nhìn xem. Thân vỏ xe đây không bàn rồi. Bao lỗi cho các bác. Những chiếc xe mà tai nạn đâm đụng ngập nước mà giấy tờ không đảm bảo, không sang tên được, bên em cũng không nhập về đâu các bác nhá. Bên em bán, bên em lại còn bảo hành cho các bác nữa cơ mà, cho nên là các bác mình yên tâm nhá. Vâng. Chỗ này có gì ạ? Có cảm biến lùi, có camera lùi, đúng không ạ? Cốp của xe rất rộng, chỗ này có đèn phanh này. Tiếp theo ông đóng cửa đây ạ. Xong sau đó thì tiến hành đến những cái vị trí quan trọng của xe là phần gầm và phần máy. Các bác đang xem nhấn đăng ký kênh nhá. Nhấn đăng ký kênh và nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới nhất bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ các bác nhá. Đèn phía sau được thiết kế đèn full LED đây xung quanh. Với lớp sơn cực kỳ căng. Sơn zin của xe còn rất nhiều. Các bác nhìn xem vỏ xe không lỗi nhá. Nhìn các bác nhìn quen rồi là mình biết ngay. Tiếp theo là gầm luôn cho các bác ngắm đây. Đấy, dưới gầm chỉ có thấy hiện tượng là hơi bẩn một chút xíu thôi đúng không ạ? Em quay máy luôn đây. Cũng không nên quay dài quá đúng không? Cứ bừa bừa phải con nào mà đẹp, con nào mà nó nhiều tính năng thì em sẽ quay được dài một chút. Bây giờ em đang nâng cabo và quay máy mắt đây rồi. Bác liên hệ cho bên em để biết thêm thông tin chi tiết như là về giá cả nhá. Giá bên em vẫn còn bớt cho các bác nữa cơ. Và đây là cái phần khoang máy động cơ của xe. Để các bác nhìn xem khoang máy này nhá. Máy zin đấy ạ, zin từ lắp dần cò luôn. Còn đây là cabo lý còn nguyên, tem vẫn nguyên đúng không ạ? Máy số bên em tất nhiên là cũng đã phải là kiểm tra rồi, đã check test các kiểu rồi mới xuống tiền mua về các bác nhá. Mua về dựng ở đây thì đây là một cả một quá trình đấy ạ. Đây các bác xem cho em dưới rồi. Để đưa một sản phẩm đến tay các bác, xe đến các bác tiêu dùng, bên em kiểm tra rất là kỹ lưỡng mới xuống tiền nhập về các bác nhá. Và các bác có thể cho người biết về xe, cho ai biết về xe đến kiểm tra thoải mái đối với những cái chiếc xe của bên em bán ra, cụ thể là cái chiếc xe Tiana này các bác nhá. Vâng, video về chiếc xe này em đã quay và giới thiệu cho bác mình xem xong rồi. Các bác liên hệ sớm cho bên em theo ba số hotline này để chốt các bác nhá, để tư vấn thêm, biết thêm theo ba số hotline 0938586307 và 0389000555.
hoặc 0335 838389, 838389 các bác nha. Dạ vâng, xin cảm ơn. Vâng, và đến địa chỉ tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy, siêu thị ô tô Hải Dương sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các bác. Bên em có hỗ trợ ship xe toàn quốc, chuyển xe mọi miền, hỗ trợ sang tên đổi chủ, sang biển, sang đăng ký cho các bác mình cũng là mọi nơi trên toàn quốc các bác nhá. Và về giá cả của xe, bên em sẽ có giá ghi ở tiêu đề, và giá này vẫn còn lùi thêm khi các bác mình alo các bác nhá, lùi hợp lý nhất để cho các bác mua. Vừa rồi em cũng bán một con xe này, các bác có tin không ạ? Bán đến tận là 390 triệu. Được, vâng, nó đẹp, nó mới lắm, bán đến tận 390 cơ mà. Đấy mà ít có con xe nào bán đến tới giá đó các bác nhá. Thế mà bên em bán tới giá đó. Còn bác nào mà thích mua Tiana giá rẻ đời 2009-10, bên em cũng có luôn, chỉ tầm khoảng 300 đến 301, 320, 330 triệu là cũng có nhá. Đấy, tùy theo chiếc xe mà bên em sẽ quyết định giá. Vâng, toàn thể các bác alo đi ạ, để mình chốt chiếc xe này nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã xem video và ủng hộ. Cảm ơn ạ.